Xin chào các bạn. Như cô đã nói, ở trong dạng số 5 các bạn tìm hiểu đó là rút gọn biểu thức chứa căn. Và trong phần đó có dạng bài tập rút gọn biểu thức chứa căn chứa biến, xuất hiện những câu hỏi phụ rất là phong phú. Vậy thì để tìm hiểu chuyên sâu hơn nữa thì cô sẽ đề cập cái dạng số 6, đó là tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của một biểu thức chứa căn để giúp các bạn làm bài toán về câu hỏi phụ tốt hơn. Thì muốn tìm giá trị lớn nhất hay giá trị nhỏ nhất của một biểu thức, các bạn làm như thế nào? Đầu tiên, với một biểu thức A nào đó, các bạn muốn đi tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức thì các bạn cần phải đi tìm một hằng số m sao cho giá trị của biểu thức A luôn lớn hơn hay bằng hằng số đó. Đấy là tìm giá trị nhỏ nhất. Thứ hai, muốn tìm được giá trị lớn nhất của một biểu thức A, các bạn cần phải đi tìm một hằng số m sao cho giá trị của biểu thức A luôn nhỏ hơn hay bằng hằng số đó, thì từ đó các bạn sẽ tìm được giá trị lớn nhất của biểu thức A. Và khi các bạn tìm được hằng số m rồi, việc thứ hai các bạn không thể quên đó là chúng ta cần phải đi tìm dấu bằng xảy ra khi nào. Khi các bạn không tìm được dấu bằng xảy ra, tức là bài toán không được chấp nhận, các bạn cần phải xem xét lại cách làm của mình. Đấy là về cái phần tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất. Còn các phương pháp để các bạn thực hiện đối với dạng toán này như thế nào? Cô đề cập như sau. Phương pháp số 1 các bạn gặp, đó là chúng ta sẽ đi biến đổi cái dạng của biểu thức A về dạng số không âm cộng với một hằng số. Số không âm nhiên lớn bằng 0 cộng thêm một hằng số thì nó sẽ lớn bằng hằng số này, thì từ đó các bạn sẽ tìm được giá trị nhỏ nhất của biểu thức. Trong phương pháp này chúng ta cũng biến đổi về dạng một hằng số trừ một số không âm. Số không âm lớn bằng 0 và dấu trừ này tức là nhân với trừ 1 thì trừ số không âm sẽ nhỏ bằng 0 và thêm hằng số thì chúng ta sẽ thấy nhỏ bằng hằng số đó. Thì khi đó ta sẽ tìm được giá trị lớn nhất của biểu thức. Đấy là phương pháp đầu tiên. Phương pháp thứ hai các bạn sử dụng đó là chúng ta dùng bất đẳng thức Cauchy. Bất đẳng thức Cauchy có dạng như thế nào? A cộng B lớn bằng 2 căn AB với điều kiện dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi A bằng B. Trong đó AB là các số không âm hoặc các số dương. Khi ở đây nếu chúng ta dùng bất đẳng thức Cauchy thì có một nhận xét rất hay trong những bài toán, thấy tích của hai số không đổi, AB trong căn không đổi, thì hai số đó, tổng hai số đó đạt giá trị nhỏ nhất khi hai số đó bằng nhau, tức là A bằng B. Đấy là nhận xét với bất đẳng thức Cauchy. Dựa vào nhận xét này thì các bạn sẽ làm được bài toán thôi. Còn với tổng của hai số cũng vậy, chúng ta có nhận xét là tổng hai số có giá trị không đổi, đấy, thì tích của chúng đạt giá trị lớn nhất khi và chỉ khi hai số đó bằng nhau, khi sử dụng bất đẳng thức Cauchy trong phương pháp thứ hai. Còn phương pháp thứ ba cô muốn đề cập đến cho các bạn là gì? Chúng ta cần phải nhớ đến bất đẳng thức chứa dấu giá trị tuyệt đối mà các bạn học ở lớp 8. Trị tuyệt đối của A cộng trị tuyệt đối của B thì lớn bằng trị tuyệt đối của A cộng B. Đấy là bất đẳng thức chứa dấu giá trị tuyệt đối. Và dấu bằng xảy ra trong trường hợp này là gì? Dấu bằng khi và chỉ khi tích AB lớn bằng 0. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng thực hiện lần lượt các phương pháp với phương pháp đầu tiên. Trong phương pháp đầu tiên, đây, cô đã viết ở đây rồi. Chúng ta biến đổi về dạng số không âm cộng hằng số để tìm ra giá trị nhỏ nhất của biểu thức, hoặc là về dạng hằng số trừ đi một số không âm để tìm giá trị lớn nhất của biểu thức. Và các bạn thực hành bài tập thứ nhất. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức sau đây, các biểu thức ABC, các bạn quan sát. Với biểu thức A, chúng ta thấy như sau. Điều kiện đã cho sẵn x lớn bằng 0
thì căn x kẻ ở đây có nghĩa a bằng x trừ căn x cộng 1. X lớn bằng 0 thì x sẽ viết thành căn x tất cả bình phương. Khi đó biểu thức a sẽ xuất hiện về dạng bình phương thiếu của hiệu hai số căn x và 1. Thế thì chắc chắn là biểu thức này sẽ có dạng viết được về dạng bình phương của một số không âm cộng với một hằng số. Và bây giờ chúng ta cùng khai triển biểu thức a như sau. Thực hiện lời giải. Đối với biểu thức a có dạng x cộng căn x cộng 1. Xin lỗi, ở đây là trừ 1, à trừ căn x này. Với điều kiện x lớn bằng 0. Viết thành căn x tất cả bình phương. Trừ đi căn x cộng 1. Bình phương thiếu của hiệu các bạn khai triển như sau. Chỗ căn x này các bạn cần phải đi tìm bằng 2 lần căn x nhân với số nào để chúng ta triệt tiêu đi còn lại căn x. Thì việc làm khai triển đó các bạn thực hành khá là nhiều trong những cái bài tập trước rồi. Bằng căn x tất cả bình phương trừ 2 lần số thứ nhất là căn x, số thứ hai phải là 1/2. Khi đó tích hai số này sẽ triệt tiêu đi chỉ còn căn x thôi. Và số thứ hai xuất hiện là 1/2, vậy bình phương của nó sẽ là 1/4. 1/4 thừa thiếu bao nhiêu, chúng ta lấy 1 trừ đi, như vậy là còn 3/4 ở đây. Được chưa? Và ba hạng tử đầu tiên này các bạn thấy chính là hằng đẳng thức căn x trừ 1/2 tất cả bình phương. Và bên ngoài chúng ta cộng với 3/4. Đưa về dạng số không âm cộng hằng số rồi, các bạn hoàn toàn có thể làm được bài toán này thôi. Đầu tiên là chúng ta đi biện luận. Vì số không âm, ở đây là cả một biểu thức luôn, căn x trừ 1/2 tất cả bình phương luôn lớn bằng 0 với mọi giá trị của x thuộc điều kiện đã cho, tức là x lớn bằng 0. Khi đó cộng cả hai vế với 3/4 thì bất phương trình có dạng như sau: căn x trừ 1/2 tất cả bình phương cộng 3/4 lớn bằng 3/4 với mọi giá trị của x lớn bằng 0. Đây ta thấy là chúng ta đã tìm được một hằng số không đổi rồi. Thế là 3/4. Nhiệm vụ tiếp theo các bạn là gì? Chúng ta cần phải đi tìm dấu bằng xảy ra khi nào. Cả biểu thức này chúng ta thấy bằng 3/4 khi nào? Khi và chỉ khi căn x trừ 1/2 tất cả bình phương bằng 0. Từ đó các bạn tìm ra được căn x. Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi căn x trừ 1/2 tất cả bình phương bằng 0, tức là căn x trừ 1/2 bằng 0. Chuyển vế ta được căn x bằng 1/2. Với x lớn bằng 0, 1/2 lớn hơn 0, hoàn toàn được phép bình phương hai vế, ta tìm được x bằng 1/4. Sau khi trải qua hai giai đoạn này rồi, giai đoạn lớn bằng hằng số và giai đoạn tìm ra dấu bằng, các bạn đi đến kết luận như sau. Vậy giá trị nhỏ nhất của biểu thức a sẽ bằng bao nhiêu đây? Bằng 3/4. Khi và chỉ khi x bằng 1/4. Và chúng ta đã hoàn thành xong ý a trong bài tập 1 này. Chúng ta cùng chuyển sang ý b. Các bạn quan sát đến biểu thức b. B bằng x cộng căn x cộng 1. Với điều kiện ở đây là x lớn bằng 0. Thì nhìn qua chúng ta thấy là giống như cái biểu thức a, cũng là dạng bình phương thiếu của một tổng. Đấy. Thì các bạn thấy rằng trong trường hợp x lớn bằng 0 này rồi thì x cũng được viết thành căn x tất cả bình phương giống như a thôi. Thế nhưng mà nếu chúng ta sử dụng cái phương pháp làm giống như a thì liệu có được hay không? Các bạn cần quan sát sang bên này. Ta thấy các bạn sử dụng cái phương pháp giống như a thì biểu thức b các bạn tách thành như sau: căn x tất cả bình phương cộng căn x cộng 1 với điều kiện x lớn bằng 0 nha. Từ đó căn x tất cả bình phương chỗ này sẽ phải cộng với 2 lần căn x nhân 1/2 và tiếp tục cộng với 1/4 cộng 3/4. Hoàn toàn tương tự. Và ba hạng tử đầu tiên các bạn cũng nhóm thành hằng đẳng thức căn x cộng 1/2 tất cả bình phương cộng 3/4 ra bên ngoài. Và từ đó đi biện luận như sau. Vì căn x cộng 1/2 tất cả bình phương
lớn bằng 0, cộng 2 vế với 3 phần 4 sẽ lớn hơn 3 phần 4. Chắc mẩm rằng à đến đây chúng ta có thể làm được rồi. Một số không âm cộng với một số, một hàng số, khi đó chúng ta chỉ việc đi tìm dấu bằng xảy ra. Nhưng liệu dấu bằng xảy ra có được hay không thì chúng ta sẽ thực hiện như sau. Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi căn x cộng 1 phần 2 bằng 0. Căn x cộng 1 phần 2, các bạn chuyển vế, căn x bằng âm 1 phần 2. Nhiều bạn đến đây mắc phải sai lầm là các bạn đi bình phương hai vế và tìm ra x. Nhưng có những bạn đến đây rồi thì chúng ta thấy là căn x lớn bằng 0, đây là âm 1 phần 2. Điều này vô lý. Thế và chúng ta thấy rằng là không tìm dấu bằng xảy ra. Và như cô đã nói, nếu không tìm được dấu bằng xảy ra thì bài toán không được giải quyết. Vậy các bạn cần phải suy nghĩ cách làm như thế nào đây. Như vậy cách làm này các bạn tránh sai lầm. Đây là một cách làm sai. Nếu trong trường hợp này thì biểu thức B, các bạn hoàn toàn phải dựa vào điều kiện đã cho x lớn bằng 0. Với x lớn bằng 0 thì x cũng lớn bằng 0, căn x cũng lớn bằng 0 nên cả cái tổng này sẽ lớn bằng 0. Như vậy dễ dàng hơn so với biểu thức A, chúng ta không đi khai triển nữa mà chúng ta biện luận ngay trong cái biểu thức B này. Vậy ý B, thực hiện lời giải cho ý B như sau. Ý B viết lại sang đây là x cộng căn x cộng 1 với điều kiện x lớn bằng 0. Và do cái điều kiện là x lớn bằng 0 nên căn x cũng lớn bằng 0. Căn x lớn bằng 0, từ đó x cộng căn x lớn bằng 0. Và biểu thức B chúng ta quan sát là thấy cộng thêm 1. Như vậy đến đây các bạn cộng cả hai vế, x cộng căn x cộng 2 vế với 1 sẽ lớn hơn, lớn bằng 1. Lớn bằng 1 rồi, nhận được một nhiệm vụ, đó là khai triển về dạng lớn bằng một số không đổi. Và dấu bằng xảy ra khi nào? Cả biểu thức này bằng 1 khi x cộng căn x bằng 0, tức là căn x bằng 0, hay nói cách khác là x bằng 0. Rất đơn giản. Và từ đây chúng ta đi kết luận. Vậy giá trị nhỏ nhất của biểu thức B bằng 1 khi và chỉ khi x bằng 0. Vậy trong bài tập này hãy rút cho ta một kinh nghiệm như sau. Vậy, trước khi các bạn làm thì các bạn cần phải quan sát xem biểu thức B có gì đặc biệt đã. Khi các bạn thấy rằng là đã sẵn có x cộng căn x lớn bằng 0 thì các bạn đi biện luận ngay. Còn nếu như trong trường hợp các bạn sử dụng như cách ở bên nháp của nháp như này thì các bạn sẽ dẫn đến sai lầm. Sai lầm như vậy là rất là trầm trọng. À, đấy là ý B các bạn cần quan sát. Các bạn chuyển sang ý C. Với biểu thức C có dạng x trừ 2 nhân căn x trừ 1 cộng 2016, điều kiện trong căn có nghĩa đó là x lớn bằng 1. Vậy chúng ta quan sát so sánh với các biểu thức A và B thì chúng ta thấy là khác nhau ở chỗ. Chỗ này có x trừ 1 trong căn, ở trên chỉ có x thôi. Thế nên ở đây vẫn ngầm hiểu là sử dụng đưa về dạng bình phương của một biểu thức hiệu bình phương của một hiệu và cộng với một số không âm. Thì ở đây 2 nhân với căn bậc 2 của x trừ 1 thì chính là 2 lần số thứ nhất với số thứ hai. Và nếu biểu thức căn x trừ 1 này là số thứ nhất thì số thứ hai sẽ phải là 1. Nên bên ngoài này các bạn sẽ tách có dạng là x trừ 1. Vì bình phương của căn x trừ 1 chính là x trừ 1 ở ngoài này. Nên đã trừ 1 rồi thì chúng ta thêm bớt với cộng 1 nữa. Ở đây 2016 chúng ta để nguyên. Và biểu thức C sẽ thực hiện lời giải như sau. Bằng x trừ 1 trừ đi 2 lần căn x trừ 1 cộng với 1 và cộng 2016. Và ba hạng tử đầu tiên này chúng ta thấy chính là hàng đẳng thức căn bậc 2 của x trừ 1 trừ 1 tất cả bình phương cộng 2016. Và ta đi biện luận như sau. Vì căn bậc 2 của x trừ 1 trừ 1 tất cả bình phương
luôn lớn bằng không với mọi giá trị của x thuộc điều kiện xác định x lớn bằng 1. Khi đó, căn bậc 2 của x trừ 1 trừ 1 tất cả bình phương cộng 2016 sẽ lớn hơn bằng 2016. Thực hiện được thao tác thứ nhất là chúng ta đi tìm cho lớn bằng một số không đổi. Và thao tác thứ hai là chúng ta sẽ tìm thêm dấu bằng xảy ra khi nào cả biểu thức này bằng 2016 khi và chỉ khi căn x trừ 1 trừ 1 tất cả bình phương sẽ bằng 0. Dấu bằng xảy ra. Khi và chỉ khi căn bậc 2 của x trừ 1 trừ 1 tất cả bình phương bằng 0, tức là căn x trừ 1 trừ 1 sẽ bằng 0. Chuyển vế đổi dấu, căn x trừ 1 sẽ bằng 1. Với điều kiện x lớn bằng 1, bên này là một số dương, chúng ta được phép hát bình phương hai vế, x trừ 1 sẽ bằng 1, và từ đó tìm được x bằng 2. Sau khi có x bằng 2 này rồi, chúng ta kết hợp với điều kiện x lớn bằng 1, ta thấy thỏa mãn điều kiện. Từ đó ta đi kết luận. Vậy, giá trị nhỏ nhất của biểu thức C sẽ bằng 2016 khi x bằng 2. Và đây, chúng ta đã kết thúc xong bài tập số 1.